không mấy không à. Đây cô thùng mấy dòng em làm mượn. Alo. Nó là 8 trên 6 nha. Là 10 ngựa đó. Dạ. 8.6 nha. Vậy là có bình đề đó bán cái nhiêu vậy? Có bình đề á, bình đề cô có không? Bình đề mình có không ta? Ờ. Nè, chúng nó nè. 9 ngựa nè. Thấy không? Ờ, có 25 hả? Cốt mấy vậy? Cốt mấy vậy ta? Cốt 30. Cốt 30. Ờ, cốt 30 nè. Có bình đề có bán không ta? Có. Nhiều cái. Có bình luôn. Nhiều cái hả? Bên đây nè. Ồ đúng rồi, nhiêu cái hả? 600 ngàn cái bình đề của nó đó, đồng nào nè. Bình đề của nó đây. Trời ơi, vậy thôi đi. Tôi lấy ba bình, cái bình của tôi có cái bình mà không biết xe được không mình. Đây, mấy dầu L 10. Thôi để đây em, để không muốn sao? Để đây. Để à. Đẹp. Alo. Cái bom không có gì anh. Chú cho con go làm gì?